Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ tiếp tục video về một số mèo vọc thú chuột hộp sọ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn mèo vọc các thâm tắc bông con nhanh chóng về mũi. Đầu tiên thì hãy làm sạch những bậc lông tắc cống, lột tọc nước mà mắt thường có thể thấy được, trộn hỗn hợp mũi và bột nở baking soda theo tỷ lệ 1:1 thật nhuyễn rồi đổ xuống cống lột tọc nước. Đổ trực tiếp lên cống lột thoát nước trên một lượng giấm trắng nhiều gấp đôi hỗn hợp mũi bột nở, vừa pha chế và để trong vòng 15 phút. Sau đó đun nước sôi rồi trực tiếp lên miếng cống lột. Bằng cách này một vết bẩn và màng bám sẽ bị đánh bay, giúp nước thải nhà bạn lưu thông được dễ dàng. Nếu không có bột nở và sống, cứ đổ một cốc muối hạt xuống và rồi được sôi liên tục trong vài phút, hiệu quả cũng khá khả quan. Ngoài ra còn một số cách thông cắt cống lột tọc nước sau đây mà các bạn có thể tham khảo, đó là dùng nước sôi. Đây là cách đơn giản nhất để thâm tắc cống, bất cứ ai cũng có thể làm được mà không sợ mất tiền. Chỉ cần đun một ấm nước sau đó rồi từ từ xuống cống chừng 3 lần, mỗi lần cách nhau vài chục giây. Tác dụng tẩy dầu mật của mật nóng sẽ mang lại hiệu quả, nhưng có thể không bằng phương pháp trên. Dùng móc treo quần áo chỉ cần trang bị một chiếc móc treo quần áo bằng kim loại, bạn cũng có thể giải quyết rắc rối khi cống lột tọc được bị tắc. Khi cần hãy uống một cái móc nhỏ và thả xuống cống lột tọc nước để lôi rắc bên trong lên. Phương pháp này sẽ giúp bạn lấy được tắc rối cầm rau bị mắc kẹt. Đừng quên đun sôi một nồi nước và rồi thẳng vào lỗ cầm được để những vết bẩn kiểu dầu mỡ bị đánh trôi. Dùng bùa đá nắng nếu có máy hút bùa đá nắng có thể hút được cả chất lỏng hay tầng dùng luôn trong tình huống tắc cống này. Tiên hãy học bọc ẩm thực cẩn thận để tránh bị hư hỏng trước khi bật chế độ sử dụng xăng giảm hút chất lỏng.
Tiếp theo, hãy đưa ấm phục phần ấm nước và thực hiện phục chất bằng căng bằng trong cấm lên chắc chắn cầm nối phục nước nha bạn sẽ sạch sẽ tức thì. Nhờ đến lứa hay cả lọc, cách thức này có thể cho hiệu quả ngay lập tức mặc dù thoạt nghe có vẻ vô lý. Cách làm rất đơn giản. Bạn hãy ra chờ mua một con lươn hoặc một con cá lóc và thò nó xuống ở cống, nhớ là phải đưa phần đầu của nó xuống trước. Khi con cá trôi xuống và dãy rùa, nó sẽ đẩy các vật thể gây tắc cống buông câu xuống dưới, giúp cống được thông tắc. Và đây là một số nhờ vật là thông tắc buông câu. Bây giờ mình sẽ sang nhờ vật khác. Thả 3 viên đá lạnh vào máy giặt quần áo phẳng ly, càng mặc càng bên màu. Cho từ 2 đến 3 viên đá vào máy sấy trong chế độ càng rồi sấy khoảng 5 phút. Sau đó lấy quần áo ra và bạn sẽ bất ngờ với độ thẳng thơm của áo quần. Nếu như việc đổ đá lạnh và bồn cầu năng là công dụng bất ngờ là thổi bay mưa khó chịu, giúp bồn cầu thể thông tắc, thì việc đổ đá lạnh vào máy giặt còn mang lại tác dụng hay không kém, khiến công việc chăm sóc gia đình của các chị em dễ thở hơn rất là nhiều. Vì sao ư? Bởi vì đá và máy sấy là một cặp đôi hoàn hảo. Nhiệt độ từ máy sấy sẽ làm tan chảy đá, hơi nước, sẽ giúp cho quần áo bạn đỡ nhanh hơn rất là nhiều. Quần áo chỉ từ 3 viên đá lạnh về máy giặt thích hợp. Cho từ 2 đến 3 viên đá vào máy sấy trong chế độ cao lưu sẽ còn 5 phút. Sau đó lấy quần áo ra và bạn sẽ bất ngờ với độ thẳng thơm của áo quần. Và tương tự, bạn có thể áp dụng với áo sơ mi, áo thun hay quần vải đông. Nếu không muốn dùng đá viên, bạn có thể dùng chiếc khăn ẩm rồi cho vào máy sấy. Sức nóng của máy cùng hơi nước từ khăn sẽ làm thẳng các nếp nhắn trên áo quần, và bạn nên lưu ý rằng cần phải treo quần áo lên ngay khi máy sấy đã hoàn tất quá trình để giúp áo thẳng thấm hơn nữa nhé. Dùng giống trắng ra quần áo phẳng phiu như mới. Nếu như bạn không có máy sấy hay máy giặt tích hợp máy sấy thì cũng đừng cố hụt hẳn. Bạn có thể dùng giống trắng thay thế. Loại nước này công hiệu cũng có thể giúp tạo quần trắng hơn.
vừa có thể pha thành nước sạch và làm mềm quần áo và lại giúp quần áo đỡ nhăn. Dòng bình nước theo tỷ lệ 1:3 rồi cho vào bình xịt. Sau đó xịt lên những vị trí quần áo bị nhăn đường khô hẳn. Bạn sẽ thấy không còn vết nhăn nào nữa. Cần lưu ý trong việc xúc áo quần bật nhau sau khi khô, đó là bạn nên phơi ngay sau khi giặt xong, dù là giặt máy hay là giặt tay. Tránh để áo quần một thời gian rồi mới phơi, như vậy thì sẽ khiến chúng bị nhăn nhiều hơn mà thôi. Máy tạo kiểu tóc có kích thước gọn nhỏ gọn hơn nhiều so với băng ủi, vì thế nó dễ dàng tiếp cận các vị trí khó là phẳng nhân cổ áo, tay hay thậm chí là bạn có thể mang nó đi khắp nơi. Vị trí quần áo bị nhăn và chờ đợi trong vài giây để nhiệt nóng đủ để cảm thấy nhăn thẳng ra. Trước khi dùng máy tạo kiểu tóc, bạn cần vệ sinh nó cẩn thận, đảm bảo không có tóc hoặc các hóa chất mỹ phẩm dính trên máy, vì chúng có thể làm hỏng quần áo. Lưu ý không dùng phương pháp này cho loài vải mỏng, lụa, ren. Khi bạn không có băng ủi trong tay, vẫn cần được đun nóng. Cho đến khi thể được hơi nước bốc lên. Đặt quần áo bị nhăn cách vôi ống 20cm và chờ đến kết quả. Hơi nước vào đó sẽ làm phẳng quần áo của bạn nhanh chóng. Thì đồ hịt được ra ngoài. Đặt quần áo lên đêm bằng chảo nóng, chúng sẽ có tác dụng là phẳng quần áo hiệu quả, không hề thua cả một chiếc băng ủi. Và trên đây là một số mẹo tập xúc quần áo phẳng ly. Bây giờ mình sẽ sang mẹo tập khác.
và xem chuẩn không chuẩn pháp nào thách thức Dương Bảo Hoa lừa đảo. Tinh ý mới phân biệt được cả hai. Nhiều người thắc mắc vì sao cả ba lần mua sen đều không nở, hoặc chỉ được một hai ngày đã tan chỉ còn lại của. Có thể bạn chưa biết sen có nhiều loại, trong đó có hai loại thường bị nhầm lẫn là sen ma quỷ. Vì nó chắc chắn là vô nhóm thanh quy. Thực chất thì sen và quy là hai loại hoa cùng họ. Thường thì hoa sẽ được bỏ gọn lúc chưa nở trong các lá sen. Tên tập thích ý mới phân biệt được cả hai. Sen sen quy nhưng người ta chỉ dùng lấy hạt và các đi từ lúc nụ con non, cho nên rất là nhẫn tàn. Cũng bởi vậy mà mùi hương không được đậm đà và tuổi thọ không được lâu như hoa sen. Chính vì vậy mà giá bán quy rẻ hơn rất nhiều so với hoa sen. Nếu người bán thường xuyên chưa trao đổi giữa hai loài hoa để qua mắt những người ít có kinh nghiệm trồng hoa. Sau đây là vài cách để phân biệt sự khác nhau của chúng. Cách phân biệt hoa sen và hoa quy. Thân dạng bên ngoài. Búp hoa quy ra và nhỏ hơn, có búp sen thật to tròn, mọc và ngắn hơn quy. Hoa quy có màu hồng, màu trắng, màu hồng đậm hơn màu hồng tươi của sen. Cành quy bên ngoài thông hơn sen, cành hoa nhỏ và lông cành bé hơn hoa sen. Bạn nên dốc ngược bỏ hoa xoắn xuống khi mua để xem hoa có dễ rụng không. Nếu là quy sẽ nhanh rụng, con sen thì khó rụng. Sắc thái bên trong. Sen và hoa quy có sự khác biệt rõ rệt về số lượng cánh hoa, tầng cánh, nên khi mua nếu có thể hãy nắng thử búp hoa và vặt bông hoa ra kiểm tra. Cành sen không tươi bên trong vẫn có nhiều tầng lớp cánh hoa nhỏ.
bó con đai hoa khi bị héo cắm vào nếu còn có thể tươi lại. Cảnh hoa quy bên trong rất là nhạt màu, không có lớp cảnh hoa nhỏ bao quanh đai. Hoa quy cũng chỉ nở một lần, tua ngắt nếu tươi. Cảnh hoa nhanh rụng không sen. Thân của cây hoa sen thẳng hơn ít gai, của hoa nhỏ thì bị gai cao không mục đích như hoa kiêu quỳ. Hoa quỳ có thân su suy, lớn hơn so với sen. Gai hơn nên người hái phải mặc quần áo ra khi lùi xuống đồng hoàng để không bị cao sực ra. Hương thơm của sen và quy, hoa sen thơm hơn, dễ lan tỏa hơn, nhưng hương nên thường được dùng ướp trà. Hoa quy thì hương nồng và hắc hơn. Trên đây là một số các phân biệt hoa quy và hoa sen. Bây giờ mình sẽ sang một vật khác. Biến khiến tiền điện tăng gấp 3, điều hòa chẳng mấy chốc hỏng hẳn. Nhiều gia đình có thói quen đặt chậu nước trong phòng điều hòa để tạo độ ẩm, tuy nhiên cách làm này được các bác sĩ cho biết là dễ gây nguy hiểm cho sức khỏe với hơi nước sẽ thu hút bụi bẩn bên trong cây bệnh. Tăng giảm nhiệt độ liên tục. Nhiều người có thói quen tăng giảm nhiệt độ liên tục vì nghĩ rằng như vậy là tiết kiệm điện. Trên thực tế, việc điều chỉnh quá nhiều chỉ khiến làm đảo lộn quá trình vận hành thông thường của máy. Đa số các điều hòa đời mới hiện nay đều có bộ phận cảm biến nhằm duy trì mức nhiệt ổn định, không còn nóng hoặc quá lạnh. Do đó thao tác từ điều chỉnh bằng tay là không thực sự cần thiết, là gây tốn điện và giảm độ bền của điều hòa. Bật chức năng đưa ra mẫu. Gần đây người ta rủ lên mèo bật chức năng được rải mông trên điều hòa, rồi kết hợp bật quạt xỏ nhẹ để vừa tự kiếm điện, lại giúp phòng mặt và dễ thở hơn.
trên thực tế đưa ra mô chỉ phát huy hiệu quả vào những ngày nhiều mưa hoặc ẩm thấp kéo dài. Lúc này điều hòa trái chế độ rửa rai sẽ hoạt động như một máy hút ẩm, giúp xả độ ẩm trong không khí khiến ta thấy dễ chịu hơn. Còn những vòng ngày hay oi bức cũng đã có độ ẩm thấp trong không khí, bức chế độ rửa rai không chỉ khiến tiết khó chịu khi khô mà còn tốn thêm tiền điện cho một chiếc quạt chạy song song. Thường xuyên đóng kín cửa, bật điều hòa đồng nghĩa với việc đóng kín cả cánh cửa để hơi lạnh không bị thất thoát khi tốn điện. Nhưng một thực trạng cho thấy nếu liên tục sử dụng điều hòa cho phòng nhỏ bạn luôn cảm thấy mệt mỏi nặng nề như hệ thống oxy để thở, bởi không khí trong phòng kín có thể trở nên đập hại gấp 2-5 lần không khí ngoài trời nếu bạn thường xuyên đóng chặt cửa. Vì vậy cách tốt nhất là bạn cần tạo ra khe hở thật nhỏ để không khí lưu thông, nên chọn máy điều hòa thế hệ mới để có thêm chức năng lọc khí và diệt khuẩn, giúp căn phòng thoáng khí như đang được thở. Đặt chậu nước trong phòng điều hòa. Nhiều gia đình có thói quen đặt chậu nước trong phòng điều hòa để tạo độ ẩm. Tuy nhiên cách làm này được các bác sĩ cho biết là dễ gây nguy hiểm cho sức khỏe vì hơi nước sẽ thu hút bụi bẩn, vi trùng gây bệnh. Nhiều nhà còn mua thêm máy phun sương để tạo độ ẩm, nhưng việc này không cần thiết, đặc biệt với gia đình có em nhỏ, trẻ em thì phải nhiều hơi nước ở trong. Môi trường độ ẩm nhiều sẽ không tốt cho hệ hô hấp, dễ gây viêm phổi và ho. Điều hòa ở vị trí góc tường nó. Nhiều người tin rằng lắp điều hòa ở khu vực nóng nhất phòng, thậm chí là trong góc tường sẽ giúp nhanh chóng giảm nhiệt và tạo không khí thoáng mát cho căn phòng. Nhưng quan điểm này là hoàn toàn sai lầm, bởi sẽ khiến điều hòa vận hành quá tải và chạy tốn điện hơn bình thường. Thay vào đó, người dùng nên lắp máy ở những vị trí mát mẻ, thoáng đãng và nằm ở trung tâm căn phòng. Bằng cách này, nhiệt độ trong phòng mới có thể giảm nhanh, rồi mới từ từ làm mát ở các khu vực tụ nhiều hơi nóng như bề mặt tường và góc nhà. Bảo trì máy thường xuyên, điều hòa đưa không khí vào nhà và hút khí nóng mang theo bụi bẩn ra ngoài. Vì thế chỉ trong một thời gian ngắn, nếu không dùng bồn lọc không khí và bảo trì máy thường xuyên, máy vẫn có thể chạy tốt nhưng có thể gây nhiều bệnh về đường hô hấp cho người sử dụng. Nếu trong thời gian dài không sử dụng, chắc chắn sẽ khiến điều hòa nhanh bị hỏng và tốn điện hơn. Vì thế hãy thường xuyên lau chùi, vệ sinh bảo dưỡng để máy hoạt động tốt nhất, đảm bảo chất lượng không khí và tiết kiệm điện năng. Và đó là một sự sai lầm khiến tiền điện tăng gấp 3 mà các bạn cần phải chú ý. Bây giờ mình sẽ sang vào khác. Có 6 thứ thường khách hàng trước ngay trên nhãn, vô tư dùng có khi mất mạng.
Nếu trong nhà bạn đang có những đồ dùng để lâu như dao cạo, bóng vệ sinh thì nên xem lại ngay kiểu đã hết hàng. Bia rượu càng cũ, rượu xuyến càng ngon, nhưng không phải loại rượu nào cũng tốt qua thời gian. Thậm chí rượu được đóng trái kín cũng trở nên xấu đi nếu bạn không biết bảo quản. Rượu đựng trong hộp chỉ ngon trong thời gian một năm kể từ khi đóng hộp. Các loại bia được sản xuất hàng loạt trên giấy chuyền đều ghi ngày sử dụng trên vỏ hộp. Uống bia của hàng đó không gây hại gì cho sức khỏe của bạn, nhưng độ ngon của bia đã giảm đáng kể. Các loại bia được sản xuất thủ công chỉ ngon trong vài tháng sau khi được đóng chai. Tuy nhiên, nếu bạn được bảo quản bia ở một nhiệt độ ổn định và tránh xa ánh sáng, chất lượng bia vẫn ngon trong vòng một năm, nhưng sau đó thì bia thực sự không đáng uống. Thậm chí những sản phẩm tưởng kéo dài vô thời hạn cũng có hàng sử dụng nhất định. Khi được niêm phong kín, rượu có thể để lâu mãi mãi, nhưng khi một khi đã mở nắp, chúng bắt đầu mất hiệu lực. Bạn chỉ nên uống whisky, vodka và bourbon trong vòng một năm kể từ khi mở nắp. Cánh đánh răng. Các chuyên gia được khẳng định khi bạn dùng cánh đánh răng mà thấy mùi lạ thì phải vứt bỏ ngay khi bạn mở nắp, dù không sử dụng. Cũng phải vứt bỏ trong vòng 12 tháng, bởi lúc này các đánh răng đã giảm một hiệu quả, thậm chí còn gây hại. Cách sử dụng các đánh răng tốt nhất là đóng nắp kỹ sau mỗi lần sử dụng, không để ở nơi quá nóng hoặc quá lạnh. Băng vệ sinh. Chị em phụ nữ thường có thói quen mua nhiều quả băng vệ sinh về dùng dần, nhưng bạn nên biết rằng đây là vật dụng không để nên để quá lâu, kể cả khi không mở ra thì chúng vẫn là nơi trú ngụ của vi khuẩn. Việc bạn tích trữ băng vệ sinh ngày nay qua tháng ngồi trong phòng tắm càng khiến vi khuẩn sinh sôi, dễ sinh sôi hơn. Nếu sử dụng bạn rất dễ mắc cả các bệnh phụ khoa. Tốt nhất chị em hãy lưu trữ băng vệ sinh ở nơi khô ráo sạch sẽ và đừng bỏ đi sau 1-2 năm hoặc khi hết hàng sử dụng. Bông tắm. Tên nhãn của các loại bông tắm thường là ghi hàng sử dụng là từ 6 tháng đến 1 năm. Nhưng sự thật là bạn nên vứt nó trước ngày hết hàng. Các bác sĩ da liễu cho rằng bông tắm là thứ dễ nhiễm trùng bởi nó ở trong môi trường ẩm ướt của nhà tắm. Rất dễ sản sinh nấm giữa các sợi. Chúng thực sự không hề sạch như bạn tưởng, cho nên hãy vứt nó sau 1 tháng sử dụng nhé. Nếu da cá của bạn bị rỉ sét thì hãy ném ngay chúng vào thùng rác nhé, bởi lúc này nó vừa kém hiệu quả lại tăng nguy cơ viêm nhiễm do vi khuẩn.
khi tiếp xúc với da. Thậm chí da cá của bạn không bị rỉ thì cũng nên được vứt đi sau 3 đến 5 lần sử dụng. Trên bao bì thường ghi rõ hàng sử dụng của xà bông tới vài năm kể từ khi sản xuất, nhưng đừng vì thế mà chủ quan. Nếu xà bông của bạn trở nên mềm hoặc đổi màu thì bạn không nên dùng nó vì dễ bị kích ứng hoặc là nhiễm trùng. Xà bông ẩm còn là nơi sản sinh các vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm, do vậy khi xà bông thả thời gian bị đen vì dính bụi bẩn thì tốt nhất nên nén bỏ, kéo lại vô tình nhiễm bệnh đấy. Trên đây là 6 thứ chưa hết hàng trước ngày sử dụng, trước ngày trên nhà bằng các bạn cần chú ý. Bây giờ mình sẽ sang ngày vật khác. Không để nắp bồn cầu khi xả nước chú ra cảnh cáo lỗi xả tai hại ai cũng mắc. Đừng quá thương việc để nắp bồn cầu mỗi lần xả nước, bởi nếu không bạn có thể mắc những căn bệnh nguy hiểm chết người đấy. Thường xuyên có rửa nhà với cách C và rửa tay sau khi đi vệ sinh là điều chúng ta đều làm để giữ cho ngôi nhà và cơ thể sạch sẽ. Nhưng bạn còn biết rằng những điều đó là chưa đủ. Nếu bạn vẫn mở nắp bồn cầu mỗi khi xả nước thì đã đến lúc phải suy nghĩ lại. Sao phải để nắp bồn cầu khi xả nước? Khi xả nước bồn cầu, nước sẽ trôi đi chất thải trong bồn cầu, trộn lẫn với những hạt nhỏ của chất thải chứa vi khuẩn, vi trùng, vi khuẩn bám vào trong không khí. Theo RioThao.com, đây được coi là hiệu ứng bình xịt. Các vi khuẩn được đẩy cao lên 25 cm sau khi bồn cầu được dập nước mà không đẩy nắp, và một lượng vi khuẩn ít hơn tiếp tục được đẩy lên không khí 90 phút sau khi xả nước. Vi khuẩn này sau đó phát tán ra trên thân bồn cầu, giữ sang nhà vệ sinh và các bề mặt xung quanh. Một nghiên cứu của bệnh viện Leeds cho rằng vi khuẩn có thể bay tới 10 inch trong không khí. Vì vậy ngoài việc đóng nắp bồn cầu khi xả nước, bạn cũng nên giữ bàn chải đánh răng bằng khăn mặt gác sang khỏi nhà vệ sinh. Mặc dù bạn nghĩ việc bàn chải nằm trong không khí gây nhiều vi khuẩn là không có gì đáng ghê tởm, nhưng thực tế chúng có thể khiến bạn bị bệnh về thể chất. Điều này sẽ xảy ra nếu vi khuẩn mà bạn gặp phải là vi khuẩn viêm gan A hay non virus gây nhiễm trùng với các triệu chứng như nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy. Tốt nhất là mọi người nên để nắp bồn cầu mỗi khi xả nước, đặc biệt là nếu nhà tắm đã có nhiều người sử dụng. Philip Tiano, nhà vi sinh bậc học của trường đại học New York chia sẻ. Mọi người cũng cần phải lưu ý rằng các vi khuẩn cũng tồn tại trên bề mặt sứ của bồn cầu sau nhiều lần xả nước, và chúng chỉ thực sự biến mất khi bạn đánh chui nhà vệ sinh có chất tẩy rửa. Do đó, việc để nắp bồn cầu mỗi lần xả nước thực sự là cần thiết. Còn nếu bạn hay quên, hãy giữ các vật dụng trong nhà tắm như bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm cách xa toilet. Vì những vi khuẩn có thể tấn công cơ thể bằng đường miệng nên trước khi sử dụng bàn chải đánh răng, các nhà nghiên cứu khuyên mọi người nên ngâm bàn chải đánh răng trong nước súc miệng 20 phút. Và ngoài ra, bạn cũng nên ngâm miệng lại mỗi khi xả nước. Rửa tay mỗi khi đi vệ sinh và sử dụng chất tẩy rửa nhà vệ sinh cũng như các biện pháp khác nhằm giảm thiểu mầm bệnh trong phòng tắm.
đến đến đắp bông cao sau khi xả được bê dương sẽ sang nhờ bác khám. Tiền tay đổ bia ra vườn, người đàn ông nhận điều bất ngờ chỉ sau một đêm. Bia là giải pháp mà nhiều người trong vườn dùng để tưới cây giúp cải thiện kích thước, năng suất và sức khỏe tổng thể của cây trồng. Bây giờ nhiều người đều có sở thích trồng hoa trong nhà. Khi mua về chúng thường trông cả xinh đẹp bắt mắt, nhưng khi mang về nhà trong quá trình chăm sóc sẽ phải mất khá nhiều công sức, cả hai như sới đất, chú ý nhiệt độ, ánh sáng, bón phân và tưới nước. Dưới đây là một số mẹo bón phân cho cây vô cùng hiệu quả ai cũng nên biết. Tưới nước thêm bia vào. Bia là giải pháp mà nhiều người trồng vườn cho là loại nước tưới cây giúp cải thiện kích thước, năng suất và sức khỏe tổng thể của cây trồng. Tưới nước pha bia theo tỷ lệ 1:50 để tưới hoa. Hoặc cũng có thể nhúng nước bia, chai lá. Bằng cách này bạn có thể giúp cây trồng tăng trầu phát triển đến gấp đôi và lá xanh ngát. Bia cung cấp carbon hydrate cần thiết cho vi sinh vật trong đất hoặc một số thành phần khác trong bia, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. Tuy nhiên, nếu không xét xét kỹ lưỡng, trong một số trường hợp nó có thể gây ra thiệt hại cho cây. Khi tưới nước thêm giống, không phải loài cây nào cũng thích hợp trong tài nơi có độ pH cân bằng. Nhiều loài cây như hoa đỗ quyên hay cây phong thích hợp trong tài nơi có đất chua. Nếu thấy chúng không thể ra hoa như lúc ban đầu mới mua về thì rất có thể bạn nên tăng độ chua cho đất trồng. Pha loãng trong tỷ lệ 1:100 giống trong với nước sạch rồi tưới vào khu đất. Dung dịch này không chỉ giúp đất tăng độ chua mà còn cung cấp một lượng sắt nhất định cho đất trồng. Phương pháp này cũng rất hữu hiệu nếu bạn lựa cho quá nhiều vôi vào đất trồng. Giống đóng vai trò trong việc điều chỉnh pH đất. Nhưng phương pháp này một tháng chỉ cần sử dụng một lần. Khi tưới nước thêm vài viên tổ aspirin. Nghiêng và hòa tan một vài viên aspirin hay vitamin D12 hoặc hòa tan 3 gram phân đạm ure vào nước cắm hoa. Aspirin phân đạm sẽ cung cấp nhiều mũi khoáng chất hữu cơ giúp hoa lớn nhanh và nở nhanh. Bởi vì trong aspirin chứa rất nhiều acid salicylic có thể thúc đẩy rễ cây tăng trưởng, aspirin có thể được sử dụng để chống bệnh nấm cho cây trồng.
Ngoài ra, bỏ một ly nước cất hoa tang với một tiêu thụ aspirin. Ngâm phân can đình dâu trong dung dịch này khoảng 3 giờ đồng hồ. Chúng sẽ cải thiện bộ rễ một cách nhanh chóng và giúp tế khỏe mạnh hơn sau khi dâu. Bia, giống và aspirin đều là những vật dụng thường thấy hàng ngày. Chúng ta có thể sử dụng để tưới hoa bất kỳ lúc nào. Cách làm đơn giản và hiệu quả thực thực. Nếu sử dụng đúng cách, có thể giúp tế phát triển bộ rễ tốt. Hoa có màu sắc rực rỡ, thân cao không lo là ố vàng. Và đó là một số mèo vặt dùng để tưới cây. Bây giờ mình sẽ sang mèo vặt khác. Các đứa quả chanh đặt đầu giường, mẹ trẻ ngửi ngang thấy thân quả sau một đêm. Từ lâu quả chanh đã được biết đến với nhiều công dụng trong tẩy sạch dịch bẩn, làm đẹp, chăm sóc cơ thể. Và không những vậy, chanh còn có thể dùng để làm không khí trong lành. Nhiều người không tin vào năng lượng tích cực hay tiêu cực và việc những năng lượng này ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ như thế nào. Thực tế là năng lượng tiêu cực có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, mối quan hệ với người khác, đến sự thành công của bạn. Vì vậy, một ngôi nhà có sinh khí hay nguồn năng lượng tốt thì người sống trong đó càng thấy khỏe mạnh, bình an, ấm cúng và thông thanh mọi việc. Ngược lại, ngôi nhà thiếu nguồn năng lượng tích cực sẽ gây cảm giác bất an, căng thẳng, đau yếu do dị tật xui xẻo trong đời sống hàng ngày. Từ lâu, quả chanh đã được biết đến với nhiều công dụng trong tẩy sạch vết bẩn, làm đẹp, chăm sóc cơ thể. Và không những vậy, chanh còn có thể dùng để làm không khí trong lành thanh khiết hơn. Vì thế nhiều người thường dùng chanh như một cách tẩy uế. Làm sạch không khí, chanh có mùi thơm dễ chịu, có thể khiến khu vực quanh giường ngủ của bạn có mùi thơm nhẹ nhàng và thư giãn hơn. Axit citric được khuếch tán từ chanh có thể chống lại các chất độc hại trong không khí, mang lại hiệu quả sạch không khí, thanh lọc môi trường xung quanh. Giảm căng thẳng và giúp ngủ ngon. Khi chịu áp lực lâu dài căng thẳng, khiến cơ thể bạn kiệt serotonin vì nó là hormone giúp chúng ta vui vẻ và dễ chịu. Nếu người hút thơm của chanh vào ban đêm sẽ kích thích não bộ tiết ra serotonin giúp giảm căng thẳng, qua đó có thể khiến bạn tự nhiên rơi vào trạng thái thư giãn tốt hơn và nhanh chóng bước vào giấc ngủ ổn định. Trên trí nhớ, nếu bạn ngửi thấy mùi hương chanh thường xuyên, trí nhớ của bạn sẽ được cải thiện rất là nhiều. Đặt hai trái chanh lên đầu giường để đảm bảo có được giấc ngủ ổn định. Không những thế, việc này còn tạo cho bạn tràn đầy năng lượng và căng tràn cảm xúc vào ngày hôm sau. Bạn có thể có được sự minh mẫn, suy nghĩ rõ ràng và bộ nhớ được cải thiện một cách tự nhiên. Buổi học sinh khi phải đối mặt với các kỳ thi căng thẳng, áp dụng phương pháp này sẽ mang lại những hiệu quả vô cùng bất ngờ.
là côn trùng, đặc biệt là kiến và muỗi rất ghét đôi vỏ trong và vỏ cam. Nhà bạn cho vỏ trên linh giá có thể sẽ mang lại tác dụng đối côn trùng như muỗi và kiến. Hãy cắt một vài quả chanh đặt đầu xuống để căng phòng thơm lên chanh, muỗi sẽ tự động bỏ đi. Lưu ý khi cắt bạn bỏ quả chanh từ trên xuống khoảng 3/4 trái chanh, chia làm 4 phần đều nhau rồi đặt đầu dương. Hãy trồng trái tươi vì như vậy sẽ được lâu hơn. Hương thơm hơn, tinh dầu nhiều hơn và mang lại tác dụng tốt hơn nhé. Số tác dụng của quả chanh. Bây giờ mình sẽ sang mèo vọc hạt. Mèo điều chỉnh máy lạnh vừa mát vừa tiết kiệm điện tới 10 lần, dùng thả ga không nó tốt. Bởi vậy hãy điều chỉnh máy lạnh ở nhiệt độ vừa phải, tầm từ 25 độ để 29 độ khoảng 1 đến 2 tiếng trước khi đi ngủ. Như đó máy lạnh sẽ phải hoạt động ít hơn và tốn ít điện năng hơn. Không để nhiệt độ quá lạnh vào ban đêm. Trong khi ngủ bạn sẽ không cần nhiệt độ phải lạnh như lúc bạn thức. Bởi vậy hãy điều chỉnh máy lạnh ở nhiệt độ vừa phải, tầm từ 25 đến 29 độ khoảng 1-2 tiếng trước khi đi ngủ. Nhờ đó máy lạnh sẽ phải hoạt động ít hơn và tốn ít điện năng hơn. Sử dụng máy lạnh có công suất phù hợp với diện tích phòng. Cho chiếc máy lạnh có công suất phù hợp với diện tích hay thể tích cho căn phòng của bạn. Việc này giúp đảm bảo khả năng làm mát của máy lạnh, đồng thời giúp bạn tối ưu được lượng điện năng tiêu thụ, giữ cho máy luôn được bền và hoạt động ổn định. Đóng kín cửa khi sử dụng máy lạnh. Nếu khi sử dụng máy lạnh mà bạn để cửa mở thì khí lạnh sẽ lại bị thoát ra ngoài, nhiệt độ bên ngoài sẽ tác động đến nhiệt độ trong phòng. Do đó máy lạnh sẽ phải hoạt động nhiều hơn và tốn rất là nhiều điện. Làm đứng kỳ ít nhất 1-3 tháng. Để máy hoạt động tốt, bạn cần phải qua thời đến vệ sinh máy lạnh. Việc này có thể giảm đến 15% công suất hoạt động của máy, giúp tiết kiệm một lượng điện rất lớn, đồng thời tăng tuổi thọ của máy. Kiểm tra ống dẫn và trái trắng cục nắm. Đôi khi bụi bẩn bám trong các ống dẫn hay ống dẫn bị rò rỉ cũng có thể là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến hệ thống làm mát của máy, làm tốn rất nhiều điện năng. Nếu lắp cục nóng ở ngoài trời nên trong nhiều nơi có bóng mát, được che chắn của ánh sáng mặt trời giúp giảm nhiệt lượng tác động lên cục nóng, tăng tốc độ làm lạnh. Cục nóng cũng nên được lắp cách tường 30 cm, vì khi lắp quá sát tường cục nóng sẽ tỏa nhiệt và ảnh hưởng đến nhiệt độ phòng.
xếp là đồ đạc để không chẳng tâm lưu thông gió. Lành có nhiều tấm tảng gió giúp đưa thiền mặc đến đúng tướng minh cân, nhưng tốt nhất bạn nên xếp vào đồ đạc để không làm cản hướng gió. Nhờ đó mà bạn cũng sẽ cảm thấy nhanh mặt hơn, tiêu tốn ít điện năng hơn. Nhiệt độ phòng hợp lý từ 23 đến 27 độ C là nhiệt độ thích hợp để không tốn quá nhiều điện năng mà vẫn duy trì một nhiệt độ vừa phải và phù hợp. Để ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng, việc che kín phòng ngăn không cho ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng sẽ tránh làm nhiệt độ phòng tăng lên quá cao. Bạn có thể sử dụng cả tấm rèm màu sáng để che chắn làm giảm nhiệt liệu hấp thụ. Mẹ là nhớ ra ngoài không quá lâu. Nếu tắt mẹ lạnh phải tiêu tốn một lượng điện đáng kể để khởi động lại và làm lạnh lại phòng từ đâu. Tốt nhất bạn hãy tăng nhiệt độ máy lạnh lên nhiệt độ cao nhất 30-32 độ và đóng tất cả cửa sổ màn rèm lại. Khi quay trở lại có thể bạn sẽ thấy nóng trong vài phút, nhưng hơi nóng tỏa ra thì cũng không quá lớn đến mức mà máy lạnh của bạn phải hoạt động để làm mặt lại từ đâu. Sử dụng quạt kết hợp cùng với máy lạnh. Mặc dù chúng ta dùng máy lạnh để làm mát, tuy nhiên quạt sẽ giúp lưu thông khí nóng trong phòng. Bạn không cần phải giảm nhiệt độ xuống quá thấp, nhờ đó ít tốn ít điện hơn.
đó là một số mèo điều chỉnh mà lần vừa máu vừa tập kim điêu. Bây giờ mình sẽ sang nó vào khác. Và trên đây là những mèo vật phụ thuộc trong cuộc sống mình đã giới thiệu các bạn. Video của mình đến đây là đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.